nhờ một đứa trẻ đây con Miu hả? Trời ơi, ui chán nhìn luôn kìa. Ôi, sao? Chú coi chừng nha, tim gà đó. Ra mắt phim chị Diệp em 2. Nhưng mà báo trắng không bằng chị Hằng sao đâu có được. Hiểu không? Không có được vậy. Đẹp quá. Làm nhiều quá không con? 50 vé nha, 50 vé tụi em đổ lâu nha. Ok, nhờ một đứa trẻ để câu view hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Xin chào mọi người, hiện tại là Trinh đang ở bên shop anh Đỗ Long để chuẩn bị thử bộ đầm. Mà bộ đầm này Trinh đã nhờ anh Long làm khoảng gần 3 tuần thì phải, không nhớ rõ lắm. Và bộ đầm này thì Trinh sử dụng trong buổi họp báo ra mắt phim chị em 2. Thì có chị Minh Hằng nữa, mà không biết đầm của chị Minh Hằng sao, tại vì anh không cho biết. Anh không có cho biết đầm của ai, sợ hai chị em kiểu chị anh em trước mặt vậy chứ sao lưng của ai vậy em không? kiểu có sự sợ có sự ganh tị nhẹ đó mọi người, cho nên lạnh giấu. Và Trinh chỉ biết là đầm của Trinh như vậy thôi, còn đầm của chị Hằng sao Trinh cũng không biết nữa. Mà bây giờ cũng đang gấp, tại vì tối nay là hai anh em chuẩn bị đi đảo Nam Du chung với nhau. Cho nên là bây giờ Trinh sẽ vô Trinh thử coi là cái đầm có vừa ý của Trinh hay không. Còn những lời sau thì để cho anh Đỗ Long nói nha. Rồi chuẩn bị đi Nam Du mà em đã chuẩn bị đồ gì đi Nam Du rồi? Em hả? Lần này đi đồ. Thật ra mỗi lần mà đi biển là Trinh chuẩn bị chừng 80 cái bikini gì đó. Nhưng mà lần này mình đi 3 ngày 2 đêm mà về cái là họp báo luôn, nên là Trinh không dám ngoài nắng nhiều, tại vì có một ngày để dưỡng da không kịp. Cho nên là lần này em chỉ đem có 4 bộ bikini thôi với lại 2 cái đầm maxi. Rồi em hạn chế ra nắng đúng không? Đúng rồi, sẽ hạn chế ra nắng, tại vì về dưỡng không kịp rồi mai thua chị Hằng sao. Đi họp báo phải trắng một lần chị Hằng sao đâu có được. Hiểu không? Không có được vậy đó. Ngọc Trinh thì ra lúc đầu đi với Ngọc Trinh là dàn xếp từ A tới Z hết, là ekip đi như thế nào, lịch trình như thế nào, ai ở xe nào, ai ở phòng nào, đó, rồi, mà không được làm sai, nhưng mà làm sai thì sẽ bị chửi. Nói chung là Đỗ Long đi theo là chỉ theo sự dàn xếp của Ngọc Trinh thôi. Đây, anh nằm đây, đây. Chú Long này đó là ngày mai sẽ đi Nam Du với mình đó con. Con chào con hôn chú Long đây đi. Trời ơi. Con xin chào, con xin chào má, con chào cô chú đi. Nói đi, con xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Cô tên là Ngọc Tiên.
bao nhiêu tuổi? Con 3 tuổi à, chứ không phải 4 tuổi nha, con 3 tuổi. Con tuổi con gì? Ê, đúng rồi. Ủa, anh con gì quên rồi ta? Chuột. À, anh chuột. À, em nhớ lộn qua tiệm theo. Tin nói giống anh. Rồi, à, đi Nam Du lần này là có bà này nữa nha. Rồi, đi Sapa sắp tới nếu được thì dẫn bà này theo luôn. Còn rồi, nếu được thì cho bà ở nhà. Sapa là đang ekip đang dàn xếp. Ờ, đang dàn xếp, có sự hỗ trợ nhẹ nhàng đâu. Tại vì năm nay kinh tế cũng khó khăn đó. Cái đó là anh đang lo đúng không? Rồi, đây dàn xếp, đây dàn xếp. Rồi, ok, đã lúc em vô em thử đồ đi nha, anh nói gì nói đi nha. Vô thử đồ con, vô thử đồ. Vô thử đồ, đó. Đi vô con. Vô luôn. Vô nghe vô. Đây là bộ trang phục mà Ngọc Trinh sẽ dùng để họp báo ra mắt phim. Và tại vì đây là phim chị em, Đỗ Long cũng xin bật mí với tất cả mọi người là phim chị em thì Đỗ Long thiết kế hầu hết là toàn bộ chị em 2 đó. Tính đến chính là phim chị em 2, Đỗ Long là người thiết kế hầu như toàn bộ những cái trang phục chính cho Minh Hằng và Ngọc Trinh. Và bây giờ thì Đỗ Long cũng chưa có bất kích cái thông tin này lên, tại vì thực ra khi mà nhận cái job này là vì Ngọc Trinh, và thứ hai là vì Minh Hằng, và thứ ba là vì Phạm Bảo Luận đó. Đó, thêm nữa là Trần Đạt cũng là một người em rất là thân với Đỗ Long, nên Đỗ Long mới nhận lời. Tại vì khi mà làm cái phim này á, Đỗ Long rất là bận, lúc đó thì đang diễn show, nhưng mà phải đảm bảo đúng cái tiến độ của phim, nên cũng ekip của Đỗ Long cũng rất là vất vả để chạy theo đúng cái deadline đó. Thì cái bộ trang phục ra mắt phim lần này của Ngọc Trinh và Minh Hằng thì một người sẽ là màu đen và một người sẽ là màu trắng, và đúng theo cái style là năm 1930, tức là nó hơi hướng cổ điển, nhưng mà riêng với Ngọc Trinh thì nó phải có một chút gì đó sexy, cho rồi không biết là phong cách như thế nào, nhưng mà lúc nào phải có một chút gợi cảm sexy thì mới đúng cái style của Ngọc Trinh. Và Minh Hằng thì sẽ là màu đen, mà hiện tại thì Minh Hằng cũng chưa có thời gian phải thử đồ nữa. Phạm Bảo Luận thì ngày hôm nay cũng rất là bận rộn với lịch trình nên không qua được. Làm điều quá không con? Đó. Nó khen người dễ thương không? Rồi. Đây nha mọi người, đây hơi chật cái này nha anh. Chật đúng không? Đây nè, ở sau á. Rồi, cái lên đi. Nới ra cho em nha. Chật. Phim chị em 2 sẽ được công chiếu vào ngày, sẽ được ra mắt, premiere vào ngày 17 tháng 1. Và sẽ được công chiếu vào ngày 22 tháng 1, là đúng mùng 1 Tết nha cả nhà. Nếu mà cả nhà yêu thương Trinh thì cả nhà nhớ ra đạp ủng hộ Trinh nha. Đó, tức là ngày mùng 1 Tết sau khi nhận tiền lì xì là hãy đi ra đạp xem phim. À, với lại là năm nay mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đi tour, cinema tour luôn á. Cho nên là tất cả khán giả có thể gặp được diễn viên chính cũng như là ekip phim trong 3 ngày Tết, 1, 2, 3. Đó, ra mắt phim là ngày mùng 1 là quá hot rồi. Và đó, bây giờ này anh ủng hộ em bao nhiêu vé? Là sao? Anh ủng hộ em bao nhiêu vé? Em muốn bao nhiêu vé? Tụi em cũng muốn đi coi ạ. Đó, 50 vé đi. Ok. 50 vé nha, 50 vé từ anh Đỗ Long nha. Ok, dạ, chọn thấy em gáp kèo hay không chị Minh Hằng. Chết trời, cái gì bà quay bà gài kèo hay quá vậy trời. 50 vé trả lời. May đầm cho mình nữa, không lấy. Ủa mày 50 vé mùng 1 Tết có ai đi coi không? Có. Không ai đi coi đâu. Dễ đâu đi coi được hết. Ủa, anh cứ mua 50 vé chia ra 3 mùng 1, 2, 3 ai đi đi. Anh hỏi chứ. Ủa? Ok, là chốt đơn rất chợ hả? Biệt danh của mình là Ngọc Nữ Bến Xe mà. Đó. Tại vì cứ luôn sống thật đi mọi người, nên nó sẽ dễ dàng hơn, nên mình không phải gồng mình nữa cái gì. Nếu mà mình diễn là mốt mình sẽ quên đúng không? Mình diễn là mình sẽ quên, xong rồi mình bung để vẽ có được. Rồi cách nha. Rồi cách sao? Mày làm cái rồi đi, mày ra đi. Cô quay chưa vậy? Quay của này. Mọi người thấy không? Chủ kênh YouTube mà bây giờ kia liên kết giùm luôn. Rồi, kính thưa các bạn và quý vị, thật ra hôm nay tính quay clip beauty của cái đầm này, nhưng mà do là nó còn hơi trục trặc xíu, cho nên là ngày họp báo anh Long có đi thì anh Long sẽ quay clip đó, thì mọi người sẽ thấy Trinh hoàn hảo hơn. Tại vì từ tóc tai rồi makeup rồi này nọ sẽ rất là phù hợp với cái đầm này, nó sẽ tôn lên cho Trinh, tôn hết lên mọi thứ cái đẹp, nói chung là trong ngày họp báo. Còn bây giờ là chưa xong. Rồi, tới ngày hôm đó quay clip cũng không thấy đẹp hơn hết. Không, mọi người, không thấy đẹp hơn là tại do anh. Hả? Ủa, do người chứ. Tại do anh quay không đẹp. Rồi ok, tới clip tới đây thôi. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn mọi người nha. Mọi người nhớ like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Đỗ Long và kênh Ngọc Trinh nha. Đúng rồi, kênh Ngọc Trinh là Ngọc Trinh 89 nha mọi người. Và để lại thật là nhiều bình luận ở phía dưới về kênh, yêu thích hay là không yêu thích, hay là có điều gì muốn nhắc nhở, hay là muốn nhắn nhủ anh Long, hay là có nhiều địa điểm nơi nào đó mà muốn Trinh với Long đến du lịch, thì mọi người cứ để lại thật nhiều bình luận ở dưới đó. Mình muốn là Đỗ Long sẽ luôn xuất hiện trong những giai cameo trong những clip YouTube của Ngọc Trinh và những địa điểm du lịch. Còn đây, bye bye cô chú. Bye bye. Bye bye, bye. 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 Bye